Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban Phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh lại tiếp tục chào đón Ngọc Gia Ban với chiếc ghế Panasonic EPMA 1.3 mới tinh nguyên thùng Chia sẻ với các bạn, cách đây vài ngày anh Căn ở thành phố Hồ Chí Minh cũng đã lựa chọn phiên bản EPMA 1.3 để làm thiết bị chăm sóc sức khỏe cho anh và cả đại gia đình ngay tại nhà Sau quá trình thời gian sử dụng, anh và gia đình cảm thấy rất hài lòng về chất lượng của chiếc ghế MA103 cũng như về công nghệ massage và hiệu quả của chiếc ghế đem lại. Bên cạnh đó, anh cũng rất hài lòng về chế độ bảo hành, hậu mãi, phong cách phục vụ của Ngọc Gia Ban nên anh đã nhờ Ngọc Gia Ban đặt thêm một chiếc MA103 nữa để làm món quà dành tặng cho anh Hà, người thân của anh ở thành phố Tây Ninh. Đây là lúc anh em nhân viên giao hàng của Ngọc Gia Ban ở cơ sở 2 trong quận 12 thành phố Hồ Chí Minh vừa chuyển chiếc ghế xuống để cùng anh Hà kiểm tra về thông tin như tem mác và thông số kỹ thuật của chiếc ghế. Sau khi kiểm tra thì anh Hà cảm thấy rất an tâm và hài lòng với chiếc ghế hắn còn nguyên tem mác, đầy đủ các giấy tờ như về các cái cắt tập lốc cho tới về các hướng dẫn sử dụng và quét các mã QR đều ra thông số của sản phẩm. Trong quá trình lắp đặt, Ngọc Gia Ban thấy về không gian của nhà anh Hà dùng để kinh doanh nên cũng gặp khó khăn trong cái quá trình lắp đặt chiếc ghế Công việc của anh Hà hay tiếp xúc với khách hàng, thường xuyên rất bận rộn nên muốn kê chiếc ghế ở nơi dễ dàng đi lại, sử dụng cũng như là để trông coi cửa hàng. Và cuối cùng, Ngọc Gia Ban đã tư vấn cho anh lắp đặt ngay tại bàn làm việc để thuận tiện đúng theo nhu cầu của anh. Và với mỗi chiếc ghế massage nội địa Nhật Bản khi mua tại Ngọc Gia Ban, khách hàng đều được tặng kèm một thảm trải sàn, một bộ đổi nguồn và một bộ vệ sinh ra ghế. Đặc biệt, sau quá trình lắp đặt xong, Ngọc Gia Ban luôn hướng dẫn chi tiết cho khách hàng về cách sử dụng cũng như là anh Hà trong clip ngày hôm nay và hướng dẫn thêm cho khách hàng một trong những điều cần phải chú ý đó chính là nguồn điện đầu vào của những chiếc ghế massage nội địa Nhật Bản sử dụng là 100V nên lưu ý khi mà cắm nguồn điện chúng ta cần phải cắm qua bộ đổi nguồn hoặc cắm vào nguồn điện có thông số là 100V và lời cuối cùng trong video Ngọc Gia Ban kính chúc đại gia đình anh Can cũng như là đại gia đình anh Hà kính chúc hai anh luôn có sức khỏe dồi dào Vạn Sự Như Ý, Phát Tài, Phát Lộc, công việc thăng tiến, luôn là người bạn đồng hành cùng với Ngọc Gia Ban trong những chặng đường tiếp theo. Cảm ơn hai anh và đại gia đình rất nhiều.